Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, địa bàn các tỉnh quân khu 4 hàng năm thường gánh chịu hậu quả thiên tai bão lụt. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão lụt gây ra, lực lượng vũ trang quân khu 4 luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với tinh thần chủ động, không để bị động. Theo đó, các đơn vị địa phương tăng cường luyện tập các phương án và chuẩn bị lực lượng phương tiện vật chất, sẵn sàng đương đầu ứng phó với bão lũ. Buổi báo động luyện tập phương án phòng chống sạt lở đê của tiểu đoàn 6, trung đoàn 19, sư đoàn 968 diễn ra hết sức khẩn trương. Sau hồi cảnh báo động, chỉ trong thời gian rất ngắn kể từ khi phát lệnh 100% quân số của đại đội 9 đã có mặt cùng vật chất hộ đê, khắc phục sạt lở như bao tải, cọc chống, sọt tre, vồ cổ, rọ đá lên đường cơ động. Khu vực bờ sông Hiếu đoạn chảy qua huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị được chọn làm địa điểm tác chiến dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Phạm Xuân Tài, Phó Tiểu trưởng Tiểu đoàn 6, cán bộ chiến sĩ đại đội 9, nhanh chóng sử dụng vật chất cứu đê. Kết thúc nội dung luyện tập, Thiếu tá Phạm Xuân Tài cho biết, huấn luyện luôn được gắn sát với thực tế đặc thù địa bàn đóng quân. Hàng năm thường xảy ra ngập úng sạt lở đê, do vậy đơn vị tập trung huấn luyện bồi dưỡng cho bộ đội thuần thục kỹ năng xử trí các tình huống như di chuyển người tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, bơi cứu đuối, sơ cứu người đuối nước. Còn tại Lữ đoàn Công binh 414, buổi huấn luyện vượt sông cứu nạn đúng vào thời điểm trời đổ mưa, vậy nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn thoăn thoắt thao tác vận chuyển cano ra vị trí cơ động, thực hành lắp máy triển khai vật dụng xào, dây, phao cứu sinh. Chưa đầy 10 phút, chiếc cano đã đến vị trí cứu nạn. Lúc này, từng cán bộ chiến sĩ tung phao cứu sinh, dây, xào, lao mình xuống nước, thực hành động tác bơi cứu hộ, tiến hành sơ cứu người bị đuối nước. Tất cả diễn ra nhịp nhàng, nhanh chóng. Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng quân khu cho biết, đặc thù địa bàn các tỉnh quân khu 4 có hệ thống sông ngòi, hồ đập lớn và địa hình có vùng biển, miền núi. Hệ thống giao thông miền núi dễ bị chia cắt cục bộ. Mỗi khi có mưa lớn kéo dài, hệ thống đê điều tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Vì thế, quân khu chỉ đạo các đơn vị đề cao ý thức trách nhiệm, chủ động bằng huấn luyện các phương án sát với thực tiễn tình hình địa phương, bảo đảm lực lượng vũ trang quân khu tổ chức triển khai phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả một cách hiệu quả nhất. Không chỉ các đơn vị chủ lực đi đến các địa phương trên địa bàn quân khu 4 đến thời điểm này, mọi công tác phục vụ, nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã sẵn sàng. Bám sát phương châm 4 tại chỗ, các địa phương đã xây dựng củng cố kiện toàn, tổ chức quản lý chặt chẽ và duy trì hoạt động thường xuyên, nâng cao trình độ năng lực, khả năng phối hợp, hiệp đồng xử lý tình huống phức tạp, phạm vi rộng cho các lực lượng. Chuẩn bị ứng phó với mùa mưa bão năm nay, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các địa phương đơn vị tổ chức tập huấn cứu hộ cứu nạn, kỹ năng điều khiển cano cho lực lượng chủ công, phòng chống bão lụt, các đơn vị. Đồng thời chỉ đạo 3 địa phương gồm huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh và huyện Cam Lộ, Quảng Trị tổ chức diễn tập phòng chống bão lụt, xác định nhiệm vụ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn là trách nhiệm chính trị, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Do vậy, các cơ quan đơn vị địa phương ở quân khu 4 đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho cán bộ chiến sĩ, từ đó xây dựng ý chí, quyết tâm cao, tổ chức chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng vượt qua nguy hiểm, gian khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm này, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn quân khu 4, lực lượng phương tiện, vật chất, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã sẵn sàng quyết tâm chiến thắng trong mọi tình huống. Chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý khác trên thế giới, bão Ernesto hôm 15 tháng 8 đã mạnh lên thành bão cấp 2 khi tiến về phía Bermuda, gây ra thiệt hại lớn do gió mạnh và mưa lớn. Khi di chuyển khỏi Puerto Rico, cơn bão đã để lại những trận mưa xối xả và làm hàng trăm nghìn ngôi nhà mất điện. Trung tâm bão quốc gia Mỹ NHC cho biết bão Ernesto được dự báo sẽ mạnh thêm trước khi đến quần đảo Bermuda, vùng lãnh thổ đảo của Anh ở xa ngoài khơi Đại Tây Dương vào cuối ngày 16 tháng 8 theo giờ địa phương. Trước đó vào lúc 23 giờ ngày 15 tháng 8 giờ miền Đông, tức 3 giờ ngày 16 tháng 8 theo giờ GMT, bão cách Bermuda 660 km về phía nam, tây nam khi di chuyển về phía bắc với sức gió 155 km/h, chỉ có 11 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào Bermuda
quần đảo gồm 181 hòn đảo với dân số 64.000 người. Kể từ khi dữ liệu bão bắt đầu ghi chép vào năm 1851, bão Gonzalo năm 2014 và Fabian năm 2003 là những cơn bão tàn phá nhất tấn công Bermuda, gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la Mỹ và khiến hầu hết các hòn đảo không có điện. Bão Fabian đã khiến 4 người tử vong và là cơn bão đầu tiên gây tử vong trên các đảo Bermuda kể từ năm 1926. Ernesto đã trở thành bão vào ngày 14 tháng 8, sau khi rời Puerto Rico với tư cách là một cơn bão nhiệt đới. Tại đây, Ernesto đã tấn công hòn đảo với lượng mưa lớn. Hình ảnh và video từ hòn đảo cho thấy nước lũ bao phủ các con đường, đường dây điện bị rơi đứt, nhà cửa và phương tiện bị tàn phá. Tính đến chiều 15 tháng 8, khoảng 407.000 ngôi nhà và doanh nghiệp chiếm khoảng 25%. Tổng số khách hàng ở Puerto Rico vẫn chưa có điện. Theo Luma Energy, nhà cung cấp điện chính của hòn đảo Caribe này, Luma cho biết đã khôi phục việc cấp điện cho 300.000 khách hàng. Tổng giám đốc điều hành Luma Ron Saka cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh vào sáng 15 tháng 8 rằng ông hy vọng sẽ khôi phục lưới điện cho nhiều khách hàng vào cuối ngày 15 tháng 8. Ernesto dự kiến sẽ ở lại phía tây bờ biển miền đông nước Mỹ khi di chuyển về phía bắc qua đại dương. Tuy nhiên, NHC cho biết cơn bão được dự báo sẽ tạo ra sóng lớn và dòng chảy xiết, đe dọa tính mạng trên khắp khu vực. Ernesto là cơn bão đại Tây Dương thứ 5, được đặt tên trong mùa bão dữ dội, dự kiến sẽ xảy ra trong năm nay. Tuần trước, cơn bão Debbie di chuyển chậm đã tấn công bờ biển vịnh Florida với cường độ bão cấp 1 trước khi làm ngập một số khu vực của các bang North Carolina và South Carolina với lượng mưa lên tới 60cm. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay 19 tháng 8. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa vừa, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, sáng có nắng, chiều nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, riêng phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối có mây, mưa nhẹ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước. Kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.